lợi dụng dịch corona thế hệ mới gây ra. Nhiều cửa hàng thổi phồng tác dụng của vitamin C với khả năng diệt trừ virus, phòng bệnh viêm phổi cấp. Tại một cửa hàng trên phố Huế, chúng tôi được giới thiệu rất nhiều sản phẩm vitamin C dành cho trẻ nhỏ đến người lớn. Đây là loại vitamin C có nguồn gốc từ Nhật Bản dành cho người lớn. Theo người bán, việc bổ sung vitamin C này là cần thiết bởi mỗi một viên vitamin C tương đương với 32 quả chanh. Do đó, sức đề kháng của cơ thể sẽ tăng lên nhiều lần. Vâng, vừa trắng vừa là tăng đề kháng đấy ạ, vì nó là vitamin C nó gấp nhiều lần, 33 lần quả chanh. Trong dịch cúm thì thấy tăng rất nhiều. Vâng, vitamin C tăng đề kháng tốt mà chị, nên là chị có thể uống các loại C, chỉ cần vitamin C là được, hoặc là uống cam. Cái nào không uống nữa chị cho ăn kẹo vuông. Chị bóc ra dùng tốt nhất cho em là trong khoảng 3 tháng. Cái này nhà em là hàng vừa mang thẳng từ bên Nhật về, không có hàng để bán cháy liên tục nên chị yên tâm về hàng mới nhé. Tại một địa chỉ khác, các sản phẩm vitamin C chống cảm cúm của Úc đang rất khan hàng do nhu cầu tăng cao đột biến. Sản phẩm vitamin C này được người bán khuyến cáo tăng liều khi có triệu chứng cúm ho. Cái C này thì uống thế nào? Cái này là C sủi chị ạ. Cái C này khác với C kia kiểu gì? Cái này nó là uống hoặc này là chị dạng chị bỏ vào nước thì chị uống thôi. Nhưng mà nếu mà chị uống cái này sẽ dễ uống là uống C sủi, tại vì nhiều người nó không thích cái vị của nó. Thì có phải uống tăng liều không? Nếu mà cúm thì lại là uống 3 viên một ngày, tức là chia thành 3 bữa. Các loại vitamin C thì nó được giúp mình tăng sức đề kháng, chống cảm cúm, chống ho các thứ luôn. Theo bác sĩ, vitamin C rất cần thiết cho sức khỏe. Vitamin C có tên khoa học là acid ascorbic, tham gia vào quá trình tạo keo, hình thành collagen, tổng hợp các nitin trong chuyển hóa năng lượng cơ thể và tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, hoạt hóa hormone. Tác dụng của vitamin C còn giúp cơ thể hấp thụ chất sắt, góp phần vào quá trình sản xuất hồng cầu được diễn ra thuận lợi. Thế nhưng vitamin C không có khả năng chống virus, cúm, ho như quảng cáo. Vitamin C thì đã được chứng minh là làm tăng sức đề kháng. Và khi mà cơ thể có nhiễm trùng thì cái nhu cầu vitamin C sử dụng là sẽ tăng hơn so với khi cơ thể không có nhiễm trùng. Tuy nhiên cái việc lây nhiễm hay không còn tùy thuộc vào chủng virus, độc lực của chủng virus và cái ái lực của cái người cơ thể của người đó với virus đó. Chứ không phải là cứ dùng vitamin C là có thể không bị nhiễm bệnh. Mặt khác, tự ý bổ sung vitamin C không có chỉ định của bác sĩ, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Ví dụ dùng hàm lượng lớn thường xuyên và kéo dài, 1.000mg mỗi ngày, tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Uống vitamin C dạng sủi liều cao, lúc đói, có nguy cơ gây viêm loét dạ dày. Đồng thời các tạp chất có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Liều lượng của vitamin C thì được khuyến cáo là từ 0,2 đến 0,5 gram một ngày. Và khi không nên uống quá 1 gram một ngày. Và khi có thừa vitamin C thì cái nguy cơ bị tạo sỏi ở thận như là sỏi oxalat thì khá là cao. Và khi thừa vitamin C có thể các triệu chứng rối loạn tiêu hóa và cũng có thể gây chảy máu do thừa vitamin C. Quy định là vậy, thế nhưng trên thực tế những loại vitamin C lại đang thần thánh hóa công dụng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến người bệnh. Để tránh những biến chứng đến tính mạng người dùng, cần lưu ý tuân thủ liều lượng dùng vitamin C theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bổ sung vitamin C từ rau củ quả tự nhiên. Không nên sử dụng những loại vitamin không rõ nguồn gốc.